Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mong Home. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền đang có mặt tại số 180 Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội. Đây là trụ sở chính của Mong Home tại Hà Nội. Và ở đây thì sẽ là nơi làm việc của các kiến trúc sư. Ngoài ra thì ở dưới tầng 1, tầng 2, tầng 3 sẽ là showroom trưng bày tất cả các vật liệu xây dựng, các thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp do Mong Home chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Khi mà quý vị đến đây, mỗi một khách hàng thì chúng tôi sẽ đều tặng một cái cuốn catalog về nhà đẹp như thế này. Bên trong thì có rất là nhiều những cái mẫu công trình do chúng tôi đã thiết kế và thi công trọn gói rồi ạ. Có cả tất cả những công trình thực tế ở đây. Và hy vọng rằng nếu mà quý vị nào đang gần khu vực này ạ, có thể ghé qua đây để có thể giữ cho mình những phần quà giá trị nhất quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ được đồng hành cùng với quý vị đến ghé thăm công trình thực tế ở tại Thạch Thất, Hà Nội. Và ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đi xuất phát tham quan công trình đó nhé. Xin mời. Quý vị thân mến, nhắc đến Thạch Thất là chúng ta nhắc ngay đến những xưởng sản xuất về nội thất vô cùng nổi tiếng. Ngày hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ dẫn quý vị đến ghé thăm một công trình thực tế của gia đình nhà anh Thịnh. Và gia đình nhà anh Thịnh ở đây cũng có một xưởng sản xuất về nội thất riêng. Nếu như quý vị nào đang ở tại Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội thì có thể là qua đây này, trực tiếp này ghé thăm xưởng sản xuất cũng như là đặt về cho mình những cái sản phẩm chất lượng nhất quý vị nhé. Và bây giờ để có thêm một cái minh chứng thực tế thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng vào ghé thăm cái công trình nội thất của gia đình anh Thịnh. Nhưng mà trước khi mà chúng ta vào ghé thăm nội thất thì hãy cùng nhau đi khám phá đôi nét về cái phần ngoại thất phía bên ngoài. Phần ngoại thất này thì cũng do các kiến trúc sư của Mong Home chúng tôi thiết kế và thi công. Xin mời. Muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mong Home. Mong Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kiến trúc sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mong Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mong Home vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mong Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mong Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mong Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mong Home. Quý vị thân mến, hiện tại Ngọc Huyền đang có mặt tại phần cổng chính của khu vực nhà anh Thịnh. Quý vị có thể thấy thì cái phần cổng này, phía hai bên cột trụ cổng được thiết kế vô cùng vương vức và được đồng nhất với lại hệ thống cột trụ chính của ngôi nhà phía bên trong. Hệ thống cánh cổng này thì sẽ được làm bằng chất liệu là sắt hộp sinh tĩnh điện, sơn hai màu sắc, đó chính là màu xám và màu trắng. Hai màu sắc này tương phản với nhau thì nó sẽ tạo cho ngôi nhà nổi bật lên cái phong cách hiện đại. Và theo gia chủ của chúng tôi có tiết lộ thì tổng khuôn viên toàn bộ cái lô đất để có thể xây dựng công trình này là khoảng tầm 264m2. Nhưng gia chủ của chúng tôi thì cũng kết hợp cùng một kiến trúc sư đẩy lùi cái công trình chính về phía sau. Phía trước này thì sẽ là một cái khoảng sân vô cùng rộng để gia đình có thể thoải mái sinh hoạt cũng như là làm một cái nơi để xe. Và phần sân phía trước này được gia chủ của chúng tôi được lát hoàn toàn bằng chất liệu đó chính là gạch chống trơn để có thể là đảm bảo được cái sự an toàn cho mọi thành viên khi mà đứng trên khu vực này. Quay trở lại với công trình chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Công trình này thì quý vị có thể thấy được thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với lại hệ mái nhật 2 tầng. Cái thiết kế này là một trong những thiết kế quốc dân của Mong Home chúng tôi rồi ạ. Có rất là nhiều những vị khách hàng ưa chuộng cái phong cách thiết kế như thế này. Hệ mái nhật này thì nó sẽ có một cái độ dốc thoai thoải này, rất là nhẹ thôi, tỏa ra các hướng khác nhau, giúp chắn nắng che mưa tốt. Đó chính là một cái lý do mà để gia chủ có thể là lựa chọn cái phong cách mái nhật này. Và bên cạnh đó nhá, hệ mái nhật còn có một tác dụng đó chính là mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Ở công trình này thì được thiết kế phong cách hiện đại cùng với lại cái màu sắc được pha trộn vô cùng hài hòa. Và màu sắc chủ đạo căn nhà này thì đó chính là cái tông màu lạnh.
với hai màu này, màu trắng và màu xanh ghi kết hợp cùng với nhau. Màu xanh ghi thì được xuất hiện ở dưới cái phần cổ mái này và trên cái phần đường kẻ chỉ âm tường, cũng như là cái phần mái ở phía bên trên. Còn toàn bộ là cái phần tường thì sẽ được sơn màu trắng. Và bên cạnh đó thì để cho cái công trình của chúng ta nó thêm phần điểm nhấn hơn, thì dưới khu vực bồn hoa này thì gia đình có ốp thêm một cái phần đá trẻ nữa. Công trình này của chúng ta thì sẽ có chiều ngang mặt trước là 10,2m, còn chiều sâu thì sẽ là 13m. Như thế thì chúng ta sẽ có tổng diện tích cho cả hai mặt sàn tầng 1 và tầng 2 sẽ rơi vào khoảng tầm là 265m², vô cùng rộng rãi để gia đình có thể thoải mái bố trí sinh hoạt. Ở công trình này thì sẽ có một cái chiều cao tính từ cốt sân này lên đến khu vực đỉnh mái thì sẽ là 11,4m. Trong khi đó thì chiều cao của bậc ngũ cấp bao gồm 5 bậc đi lên thì sẽ rơi vào khoảng tầm là 750mm. Chiều cao thông thủy ở tầng 1 căn nhà thì sẽ là 3,9m. Ở tầng 2 thì sẽ là 3,6m và chiều cao phần mái là 3,1m. Tiến gần hơn một chút thì quý vị có thể thấy là ở ngay cái phần phía trước mặt tiền ở ngôi nhà thôi thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế hai hệ sảnh cho gia đình. Bên này thì chính là khu vực sảnh chính, còn ở khu vực bên này thì sẽ là cái khu vực sảnh phụ. Từ sảnh phụ này thì sẽ kết nối liên thông với lại khu vực phòng thờ phía bên trong. Ở phía bên này thì đó chính là cái nơi mà để gia đình có thể bố trí một cái khu vực sân ướt. Ở đây thì gia đình cũng có bố trí rất là nhiều này, những cái hệ thống cây bonsai để tạo thêm một cái không gian thiên nhiên cho toàn bộ căn nhà. Như quý vị có thể thấy đây thì hiện tại gia chủ của chúng tôi thì đang trong cái quá trình mà bắn một cái phần mái ở phía bên trên nữa. Và sau này thì gia đình có sử dụng là để cái khu vực này thì sẽ là một cái khu vực để xe. Một ngôi nhà của chúng ta khi mà chúng ta thiết kế với cái hệ bậc ngũ cấp đi lên như thế này thì nó sẽ làm cho cái công trình của chúng ta rất là cân đối với nhau. Nó sẽ giúp là cân đối này, cân xứng này giữa phần đế, phần thân và phần mái. Một ngôi nhà mà rất là cao ráo khoảng tầm 2 tầng đúng không ạ? Và thêm một cái hệ mái phía trên nữa. Mà nếu như một số gia chủ nhá, chúng ta nghe lời nội thợ chẳng hạn trong quá trình thi công ấy mà cắt bớt đi làm sao để cho khoảng tầm 3 bậc thôi thì cái ngôi nhà của chúng ta nó sẽ trở nên là nó sẽ thấp hơn rất là nhiều và nhìn nó sẽ không cân xứng. Nhưng mà đối với những ngôi nhà mà khi mà chúng ta đây, chúng ta để một cái hệ bậc ngũ cấp như thế này bao gồm 5 bậc ấy, ngôi nhà của chúng ta thì nó vừa có hình khối hơn này và bên cạnh đấy khi mà chúng ta nhìn thấy cái ngôi nhà cảm thấy rất là cao ráo. Toàn bộ phần sảnh này của chúng tôi thì sẽ ốp hoàn toàn bằng chất liệu đó chính là gạch granite ạ. Ở giữa thì sẽ là gạch màu vàng vân mây, ở phía hai bên thì sẽ là kim sa màu đen. Cái này thì nó cũng giống như là một cái tấm thảm vậy, trải đều ra để chào đón khách ở phía bên trong nhà. Hai hệ thống cột trụ ở phía hai bên được thiết kế vô cùng vuông vức và bề thế nữa thì nó sẽ làm cho công trình của chúng ta trở nên vô cùng khỏe khoắn ạ. Ở giữa này thì sẽ có những cái đường kẻ chỉ âm tường này, đấy, cũng như là phần dưới cột này nữa thì nó sẽ tạo một cái sự đồng nhất toàn bộ màu sắc cho căn nhà. Đến gần hơn một chút thì toàn bộ phần sảnh này thì gia chủ chúng tôi này có sử dụng một cái hệ thống cửa chính vô cùng lớn. Hệ thống cửa chính này thì sẽ được làm bằng chất liệu vô cùng đặc biệt, thì đó chính là cái chất liệu làm bằng gỗ dâu. Thực sự thì khi mà nghe gia chủ chia sẻ được làm bằng gỗ dâu thì tôi cũng rất là thắc mắc ấy. Thì không biết là gỗ dâu là gỗ gì, thì gia chủ có chia sẻ là gỗ dâu này không phải là làm từ cái cây dâu bình thường, dâu tằm như chúng ta bình thường chúng ta hay biết đâu ạ, mà từ một cái cây gỗ dâu rất là lớn. Sau đó thì cái gỗ dâu này nó sẽ có cái tác dụng là chống cong vênh, chống mối mọt, nó rất là tốt và tốt hơn nhiều so với loại gỗ lim. Đó chính là cái lý do mà tại sao mà gia chủ của chúng ta sử dụng loại gỗ này. Và quý vị cũng đã biết rồi đấy ạ, gia chủ là có một xưởng sản xuất gỗ riêng mà, cho nên là gia chủ cũng rất là biết này, lựa chọn cái chất liệu nào để có thể tốt nhất với gia đình mình ạ. Và quý vị có thể tham khảo cái loại gỗ dâu này nhá, cho cái phần cửa chính của gia đình. Và thêm một chi tiết nữa, đó chính là hệ thống cửa chính của chúng ta thì gia chủ có sử dụng một cái hệ thống đó chính là khóa thông minh ạ. Đây, quý vị có thể nhìn thấy ạ. Chúng ta này có thể vừa là quẹt thẻ này, vừa sử dụng vân tay này, cũng như là có thể nhập được cái mật mã số ở đây. Vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta vào bên trong để khám phá nội thất công trình. Xin mời. Từ phần cửa chính bước vào không gian đầu tiên thì đó chính là khu vực phòng khách. Phòng khách ở đây sẽ có diện tích là 27m². Gia chủ chúng tôi thì đã rất khéo léo khi mà bố trí một bộ bàn ghế ở đây sẽ được làm bằng chất liệu đó chính là gỗ hương đá. Bên trên này thì cũng có rất là nhiều những cái họa tiết hoa văn được đục đẽo này, làm cho cái không gian phòng khách của chúng ta sẽ trở nên sang trọng hơn. Và khu vực này thì gia chủ dùng để tiếp rất là nhiều những vị khách quý. Ở phòng khách thì quý vị có thể thấy bộ bàn ghế này thì nó tạo điểm nhấn rất là ấn tượng rồi đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái chi tiết nữa làm nổi bật lên không gian phòng khách này, đó chính là cái phần hệ thống kệ tivi ở phía đằng sau kết hợp cùng với lại một cái tấm vách ngăn nữa. Kệ tivi kết hợp cùng với vách ngăn thì sẽ giúp cho chúng ta có thể là ngăn cách được giữa hai không gian phòng khách phía ngoài
được khu vực phòng bếp phía trong, vừa đảm bảo được cái sự kín đáo, tránh trực tiếp khi mà chúng ta đang từ ngoài phòng khách này nhìn thẳng phía bên trong bếp. Và bên cạnh đó thì nó vẫn tạo được một cái sự thông thoáng cũng như là một cái yếu tố đồng nhất với toàn bộ không gian. Bên trên này thì có một cái hệ thống tivi này rất là lớn để gia đình có thể là thoải mái giải trí ở một cái nơi mà rất là sang trọng và lịch sự như thế này, đúng không ạ? Ở hai bên thì cũng sẽ có hai dàn loa nữa. Thực sự rất là tuyệt vời nếu như buổi tối chẳng hạn, chúng ta có thể là cùng với lại gia đình này, có thể là ngồi đây quây quần và hát những cái bài hát karaoke rất nổi tiếng, đúng không ạ? Và không gian phòng khách này của chúng tôi nhé, quý vị có thể để ý thêm một chi tiết nữa, đó chính là ở phía bên trên trần ạ, thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là trần thạch cao kết hợp cùng với hệ thống led đeo lai, và ở đây thì sẽ là khối khung xương chìm. Như thế thì sẽ làm cái không gian phòng khách của chúng ta trở nên vô cùng nổi bật, và đặc biệt là nó sẽ trải đều tất cả ánh sáng tới tất cả mọi không gian. Ở giữa này thì sẽ có thêm một hệ thống quạt trần nữa thì chúng ta có thể là mang lại cái luồng gió mát cho toàn bộ khu vực bên dưới. Và để đảm bảo cho không gian phòng khách của chúng ta trở nên thông thoáng thì ở phía mặt bên này sẽ có hai hệ thống cửa sổ. Cửa sổ đây thì sẽ được làm bằng cái chất liệu đó chính là nhôm hệ. Hệ ở đây đó chính là cái hệ PMA. Ở bên trên thì cũng có thêm một hệ thống tấm rèm nữa. Rèm đây là sẽ là rèm cầu vồng. Chúng ta có thể là thoải mái điều chỉnh ánh sáng này. Vô cùng tuyệt vời rồi ạ. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đến không gian tiếp theo nhé. Từ phía cửa chính bước vào phía bên tay trái á, thì sẽ chính là khu vực phòng thờ. Phòng thờ ở đây sẽ có diện tích là 12,8m2. Như tôi có giới thiệu với quý vị ở ban đầu đấy ạ, thì khu vực phòng thờ này thì sẽ kết nối ra một cái khu vực sảnh phụ ở phía trước nhà. Ở khu vực sảnh phụ này thì gia chủ có thiết kế này một cái hệ thống cửa rất là lớn. Cửa ở đây thì sẽ được làm bằng chất liệu là nhôm hệ PMA kết hợp cùng với hệ thống kính cường lực, vừa có thể đảm bảo được sự thông thoáng, nhưng bên cạnh đó thì nó sẽ mang lại cái phong cách rất là hiện đại cho toàn bộ căn nhà. Và từ đây thì cũng sẽ có hệ bậc ngũ cấp đi lên, bao gồm 5 bậc ạ. Từ khu vực này bước vào phía phòng thờ thì chúng ta có thể thấy là không gian thờ cúng này được gia chủ chúng tôi đầu tư rất là chăm chút và tỉ mỉ, từ hệ thống ban thờ này cũng như là cái hệ thống hai bên câu đối vào hành phi ạ, được trang trí vô cùng tỉ mỉ và bắt mắt. Ban thờ đây thì sẽ được làm bằng chất liệu đó chính là gỗ vụ. Ở đây thì cũng sẽ có đục đẽo rất là nhiều những họa tiết hoa văn trang trí để không gian thờ cúng của chúng ta trở nên trang trọng hơn. Đặc biệt thì ở phía dưới nền này, phía trước ban thờ đây thì sẽ lát bằng cái chất liệu đó chính là gạch thảm với những họa tiết hoa văn được trang trí vô cùng nổi bật, thì nó sẽ làm không gian thờ cúng của chúng ta trở nên vô cùng trang trọng và tâm linh. Phía bên trên thì cũng sẽ sử dụng bằng chất liệu là trần thạch cao kết hợp cùng với đèn led đeo lai, đặc biệt thì sẽ có một chiếc đèn chùm vô cùng lớn hình bông hoa ở phía trước này ạ, thì nó sẽ làm một cái gì đó không gian thờ cúng của chúng ta ở trở nên vô cùng sang trọng này. Và phía bên này thì cũng sẽ có thêm một hệ thống cửa sổ nữa để có thể là cung cấp ánh sáng tự nhiên, tránh hiện tượng âm u dẫn tích tụ âm khí nơi thờ tự. Chưa hết đâu quý vị nhá, ban thờ của chúng ta thì cũng sẽ có gia chủ rất là khéo léo khi mà thiết kế một cái hệ thống vách ngăn như thế này để ngăn cách giữa không gian phòng khách phía ngoài và khu vực phòng thờ phía trong để đảm bảo sự kín đáo. Cái tấm vách này thì sẽ được sử dụng bằng cái chất liệu đó chính là gỗ công nghiệp lõi xanh của An Cường, có các những họa tiết CNC vừa tạo điểm nhấn cho cái khu vực phòng khách của chúng ta, và bên cạnh đó thì nó vẫn tạo thêm một cái không gian gì đó thẩm mỹ. Ở dưới không gian tầng 1 chúng ta sẽ có một khu vực đó chính là phòng ngủ. Phòng ngủ này thì sẽ là phòng ngủ mà dành cho anh chị chủ gia đình. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là 12,5m2. Bên trong này thì cũng có khá là đầy đủ những đồ nội thất cơ bản như là một hệ thống giường ngủ, một tủ quần áo. Phía bên này thì cũng sẽ có thêm một cái hệ thống kệ tivi, có một tivi nhỏ nữa để gia đình có thể là thoải mái giải trí một không gian riêng tư hơn. Đặc biệt thì cũng có thêm một cái hệ thống cửa sổ này, hướng ra phía bên hông của ngôi nhà này, giúp đón được cái sáng tự nhiên. Và khi gia chủ chúng tôi ngủ trong không gian này thì sẽ không có cảm giác bí bách hay là chật chội. Và bước ngay ra phía ngoài thì đó chính là cái khu vực nơi mà các chị em nội trợ sẽ vô cùng yêu thích, đó chính là khu vực phòng bếp, tức là phòng ăn. Và ở không gian này thì sẽ có diện tích là 20m2. Gia chủ chúng tôi thì có đặt một cái bộ bàn ghế ăn rất là lớn, quý vị có thể thấy không, toát lên được cái vẻ sang trọng và lịch sự. Không gian này thì bộ bàn ghế sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là gỗ sồi tự nhiên. Mặt bàn này thì cũng sẽ được ốp bằng chất liệu đá, làm sao để đồng nhất với lại toàn bộ cái ghế ở hai phía hai bên như thế này ạ. Cảm thấy vô cùng đặc biệt đúng không ạ? Và ngay phía đằng sau Ngọc Huyền đây thì đó chính là cái khu vực hệ tủ bếp. Hệ tủ bếp thì sẽ được thiết kế theo hình chữ L với thứ tự này: bếp nấu, bồn rửa và tủ lạnh. Và với cái cách thiết kế hệ tủ bếp như thế này thì Ngọc Huyền có nói rất là nhiều những video trước rồi ạ.
khi mà chúng ta lấy đồ ăn và thực phẩm trong tủ lạnh này, chúng ta sẽ mang ra đây để có thể rửa, và sau đó thì sẽ mang vào khu vực là bếp này để chúng ta chế biến, và cuối cùng chế biến xong thì chúng ta sẽ mang ra hồ bàn ăn đấy, để có thể ăn uống. Và với một cái chu trình khép kín đấy, theo cái hình vòng tròn như thế này, đúng không ạ, thì đã rất là tối ưu hóa là trong việc di chuyển này, đặc biệt là những cái thao tác trong việc căn bếp của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và bên cạnh đó thì nó sẽ mang lại một yếu tố về phong thủy rất là lớn, tránh hiện tượng là lửa này và nước đối đầu nhau. Hệ tủ bếp này thì gia chủ chúng tôi có tiết lộ thì cả tủ bếp trên, tủ bếp dưới thì sẽ đều được sử dụng bằng cái chất liệu đó chính là gỗ công nghiệp lõi xanh của An Cường. Đấy, chúng ta mở ra mở vào này, vô cùng dễ dàng này. Hệ tủ bếp thì được thiết kế phần bên trên rất là cao nữa, để chúng ta có thêm là nhiều cái không gian để có thể để đồ. Và cái mặt bàn bếp của chúng ta ở đây thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là đá marble nguyên khối. Cái chất liệu đá marble này thì nó sẽ có tác dụng chống chịu lực này, chịu nhiệt này vô cùng tốt. Ở phía bên trong thì gia chủ có sử dụng là ốp một cái tấm kính cường lực. Phía bên trên thì có thêm một cái giải đèn LED nữa, vừa có tác dụng là trang trí cho không gian bếp của chúng ta. Và bên cạnh đó có thể là khi mà chúng ta nấu ăn ở đây chẳng hạn, dầu mỡ có vô tình bắn lên thì chúng ta cũng có thể là rất là dễ dàng trong việc là vệ sinh và lau chùi. Và từ không gian bếp này của chúng ta ở đây thì cũng sẽ có thêm một cái hệ thống cửa. Cửa này thì cũng sẽ đi ra thêm một cái khu vực sảnh phụ khác của ngôi nhà. Cửa thì cũng được làm bằng cái chất liệu là nhôm hệ kết hợp cùng với lại hệ thống kính cường lực. Và phía cuối của căn nhà thì sẽ chính là cái khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng 1. Ở đây thì sẽ có thiết kế này, đẩy hệ thống lavabo ra phía ngoài. Phía bên trong thì đó chính là cái khu vực bồn vệ sinh kết hợp cùng với lại vòi tắm sen. Và toàn bộ khu vực này thì sẽ có tổng là 5m2 quý vị ạ. Còn đây thì chính là khu vực cầu thang để kết nối lên tầng 2. Cầu thang đây thì sẽ được sử dụng này với thiết kế hai màu sắc, đó chính là mặt đen cổ trắng, giúp chúng ta có thể là dễ dàng phân biệt được các bậc với nhau, tránh hiện tượng bước hụt hay là vấp ngã. Hệ thống lan can đây thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu là sắt nghệ thuật uốn cong, kết hợp cùng với lại hệ thống tay vịn bằng gỗ như thế này, nó sẽ toát lên một cái vẻ gì đó rất là sang trọng và hiện đại cho căn nhà. Và đặc biệt chưa hết đâu ạ, quý vị có thể để ý hơn một chút nhé. Anh camera có thể là đây, quay sát vào đây để cho quý vị khán giả có thể biết. Chỗ này thì chúng tôi sẽ có thêm một cái hệ thống là cái giải đèn như thế này, chạy dọc từ cái khu vực là dưới tầng 1 lên đích lên trên cái phần phía bên trên, để vừa có tác dụng là nó sẽ cung cấp ánh sáng cho toàn bộ cái khu vực là cầu thang này. Và bên cạnh đó thì nó cũng giống như là một cái điểm nhấn ấn tượng cho toàn bộ khu vực cầu thang này. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng bước lên tầng 2 để khám phá không gian nội thất bên trên. Quý vị thân mến, và không gian đầu tiên khi mà quý vị bước lên tầng 2 thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị đó chính là cái khu vực phòng sinh hoạt chung nằm ngay phía bên này thôi ạ. Tại vì sao mà chúng ta thiết kế phòng sinh hoạt chung ở đây? Bởi vì là ngay phía dưới tầng 1 thôi thì sẽ là cái khu vực phòng thờ rồi. Nên là trên tầng 2 chúng tôi hạn chế thiết kế các không gian riêng tư như là phòng ngủ hay nhà vệ sinh để đảm bảo được cái sự phong thủy cho toàn bộ căn nhà. Và khu vực này thì gia đình chúng tôi có thể thấy gia đình có để một cái bộ bàn ghế này ở đây để chúng ta có thể là tiếp khách ở một không gian riêng tư hơn. Đặc biệt thì gia đình có thể là ngồi đây quây quần với mỗi buổi tối này, giúp gắn kết mọi người lại với nhau. Và bên cạnh đó thì ở đây gia chủ cũng có để thêm một cái hệ thống bàn học ở đây nữa. Và đây thì sẽ thêm một cái không gian học hành cho các bé của gia đình. Và từ cái khu vực phòng này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái hệ thống cửa sổ này. Cửa sổ khá là lớn để có thể là hướng ra phía trước của ngôi nhà. Khi mà các bé ở đây học tập thì cái không gian ánh sáng tự nhiên sẽ chiếu vào, chúng ta học tập đây thì sẽ cảm giác rất là minh mẫn hơn. Bên này thì cũng có thêm một cái hệ thống cửa sổ nữa. Hai bên cửa sổ đối lưu nhau này, vừa tạo ánh sáng này, và bên cạnh đó thì vừa điều hòa không khí, vô cùng tuyệt vời ạ. Bước ngay ra phía ngoài thôi thì chúng ta sẽ có thêm một cái hệ thống là ban công ở phía trước nhà. Phần ban công ở đây thì quý vị có thể thấy từ đây nhá, nhìn thấy toàn bộ tấm view ở phía trước này. Bên trên thì có bắn một cái hệ lam bằng bê tông được sơn trắng, có bắn thêm một cái tấm mica màu xanh ở phía bên trên để có thể là che chắn mưa gió cho toàn bộ khu vực bên dưới. Phía dưới nền thì sẽ được lát bằng chất liệu là gạch chống trơn. Còn lan can ban công ở phía trước này thì gia chủ sẽ sử dụng bằng chất liệu là kính cường lực này, kết hợp cùng với lại tay vịn inox 304. Ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ tất cả. Cùng khám phá phòng ngủ đầu tiên trên tầng 2 quý vị ạ. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 13,5m2. Không gian này của chúng ta thì cũng có thiết kế này, một hệ thống giường ngủ. Phía bên này thì sẽ chính là cái khu vực bàn trang điểm. Còn ở đây thì sẽ là một cái hệ thống là tủ quần áo rất là lớn. Phía đối diện thì gia đình cũng có bắn thêm một cái hệ thống là tivi treo tường phía bên trên nữa, thì chúng ta có thể là giải trí một không gian riêng tư hơn. Đặc biệt cho căn phòng này của chúng ta thì cũng có thiết kế hai hệ thống cửa sổ phía hai bên, vừa có tác dụng là đối lưu không khí, và bên cạnh đó thì nó sẽ còn có tác dụng là mang lại ánh sáng tự nhiên ở phía bên trong phòng.
có một cái chi tiết mà từ tầng 1 bước lên tầng 2 là tất cả những hệ thống thông phòng ở trong căn nhà này thì cũng đều được sử dụng bằng chất liệu là nhôm hệ PMA kết hợp cùng với hệ thống kính cường lực. Nhưng mà ở đây thì đã biến tấu đi ạ, kính cường lực này sẽ là kính mờ để có thể đảm bảo riêng tư. Vâng, phòng ngủ ngay bên cạnh thôi ạ, diện tích nhỏ hơn một chút. Ở đây thì sẽ là diện tích là 12,5m². Khi mà quý vị bước vào đây thì có thể thấy luôn được đúng không ạ? Đây thì chính là cái phòng ngủ mà dành cho các bé của gia đình. Trong không gian này thì sẽ có đầy đủ hết tất cả này, như là một cái hệ thống giường ngủ, nguyên tủ quần áo thì đều được làm bằng chất liệu đó chính là gỗ công nghiệp lõi xanh của An Cường, chống ẩm mốc, chống cong vênh mối mọt cũng vô cùng tốt. Đặc biệt thì căn phòng này sẽ còn ưu ái thêm một cái hệ thống cửa rất là lớn hướng ra cái phía ban công ở phía bên hông nhà. Đấy, các bé có thể ra đây này, đứng thoải mái hóng gió phía bên ngoài sau những cái giờ phút học tập căng thẳng mệt mỏi đúng không ạ? Phía bên trên tầng 2 thì sẽ còn có thêm một khu vực phòng ngủ nữa. Nhưng mà hiện tại thì gia đình của chúng tôi này đã có sử dụng một phòng ngủ dưới tầng 1 này, hai phòng ngủ phía hai bên rồi. Và cái phòng ngủ này thì hiện tại gia đình không dùng đến ạ. Cho nên là đang có thiết kế để cái phòng này thành một thùng kho quý vị ạ. Ở phòng này thì sẽ có diện tích là 13,6m². Và phía cuối của căn nhà thì sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng ạ. Nhà vệ sinh này thì sẽ có diện tích là 5m², được thiết kế đồng nhất, đồng trục với nhà vệ sinh ở bên dưới tầng 1, giúp đặt hộp kỹ thuật đi đường điện, đường nước được dễ dàng hơn. Ở phía bên ngoài thì cũng có được thiết kế đẩy lavabo ra phía ngoài này. Bên trong là một cái hệ thống đó chính là bồn cầu kết hợp cùng với lại một cái vòi tắm sen phía bên trên. Sẽ có một cái tấm vách ngăn kính như thế này. Đấy, ngăn nước bắn ra ngoài khi mà chúng ta sử dụng vòi tắm sen, tránh hiện tượng này nước bắn ra ngoài khu vực bồn cầu hay sàn này gây ra trơn trượt. Toàn bộ phía dưới nền nhá thì sẽ được lát bằng chất liệu là gạch chống trơn. Còn phía đối diện ở phía bên này thì sẽ là cái khu vực sân phơi. Ở sân phơi này thì cũng sẽ có diện tích là rộng 5m². Ngoài này thì cũng sẽ để một hệ thống máy giặt. Bên trên thì sẽ là dàn phơi thông minh. Và đó là toàn bộ công trình của nhà anh Thịnh có địa chỉ tại Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với chủ nhà để xem được là chủ nhà đang nghĩ gì với ngôi nhà này nhé. Xin mời. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền đang ngồi cạnh anh Thịnh ạ. Đây thì chính là chủ đầu tư của công trình. Xin chào anh ạ. Vâng. Dạ. Ngày hôm nay khi về đây thì Ngọc Huyền muốn hỏi anh một số câu hỏi được không ạ? Vâng. Dạ, vâng. Câu hỏi đầu tiên thì ạ, tại vì sao cơ duyên nào mà gia đình mình lại biết đến công ty Mắc Hôm và lựa chọn Mắc Hôm làm đơn vị thiết kế và thi công ạ? Dạ vâng, thì bà có chị là từ dạo mấy em ý định xây một ngôi nhà ấy, thì em cũng tìm hiểu qua rất nhiều qua đơn vị thiết kế ở trên mạng ấy. Thì trong đó em thấy là bên Mặt Hôm mình ấy, thiết kế thì cái đường nét này em thấy rất là ưng ý. Và em cũng tìm hiểu qua rất nhiều các thiết kế của bên công ty mình từ trước đến bây giờ ấy. Và cuối cùng thì em đã quyết định là nhờ bên công ty về để tư vấn là lên thiết kế cho em ngôi nhà này. Dạ. Vâng ạ. Vậy thì trong cái quá trình mà sau khi mình nhận được cái bản vẽ thiết kế rồi và mình xây dựng ấy ạ, thì có cái vấn đề gì nó khó khăn không? Và khi mình gặp khó khăn thì các kiến trúc sư có giải đáp tận tình không ạ? Dạ vâng. Dạ. Trong cái quá trình mà xây dựng ấy thì có những cái thắc mắc mà bên em hỏi công ty thì các kiến trúc sư bên công ty thì rất sẵn sàng mà rất hỗ trợ một cách rất là nhiệt tình ạ. Dạ vâng. Vậy thì đến ngày hôm nay rồi, sau khi mà công trình nhà mình hoàn thiện xong hết rồi, thầy có cảm thấy là hài lòng với tất cả những gì công ty thiết kế không ạ? Dạ vâng, với cái bản thiết kế của công ty thì đến hiện tại là công trình em đang hoàn thành rồi, thì em cảm thấy là rất là ưng ý với cái sản phẩm mà bên công ty đã hỗ trợ và giúp đỡ em. Trong quá trình mà mình ở thì mình cảm thấy nó thuận tiện cho vấn đề về sinh hoạt không? Dạ vâng, cái vấn đề sinh hoạt thì em thấy là công trình rất là thuận tiện và rất là rộng rãi. Và có một cái câu hỏi mà không phải chỉ bản thân người thắc mắc đâu, mà tất cả quý vị khán giả đây đều đang rất là tò mò. Thì không biết là cái tổng giá trị anh đầu tư cho công trình này là bao nhiêu ạ? Tổng giá trị đầu tư cho công trình này là riêng về cái hoàn thiện ngôi nhà ấy là mất là 1,5 tỷ. Còn về phần hoàn thiện sân vườn các nội thất nữa 300 là mất 1,8 tỷ này. Vâng, là tổng cái mức đầu tư cho cả công trình, cả nội thất lẫn xây dựng là hết 1,8 tỷ. Vâng. Vậy có nghĩa là 1,8 tỷ cho một cái công trình hoàn thiện hết từ A đến Z, từ sân vườn nội thất phía bên trong, mà công trình này có tổng diện tích là khoảng tầm 265m², thì Ngọc Huyền thấy là cũng khá là hợp lý đúng không ạ? Dạ vâng. Vậy em cảm ơn anh rất nhiều nhé. Vâng, em xin chúc cho anh và gia đình ạ thì sẽ có thêm nhiều giây phút tuyệt vời bên chính căn nhà của mình. Và biết đâu thì sau này nếu mà có được ạ thì cũng mong rằng là công ty sẽ có duyên hợp tác với anh thêm nhiều căn nhà hơn nữa được không ạ? Vâng. Sau công trình này thì em cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến công ty. Trong suốt quá trình thi công thì công ty đã hỗ trợ em rất là nhiệt tình và chu đáo.
Thì xong rồi chắc chắn là ở đây ai xây dựng thì người ta sẽ tìm hiểu và sẽ liên hệ đến công ty mình. Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chị em. Em chào anh ạ. Quý vị thân mến ạ, sau cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và anh Thịnh ạ, thì cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy nhanh chóng liên hệ đến số hotline của chúng tôi để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị trong số tiếp theo.